Chiều 25 tháng 7 năm 2023, theo nguồn tin của phóng viên báo Thanh Niên, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân đối với bị can Đặng Thị Hàn Ni, 46 tuổi và bị can Trần Văn Sĩ là luật sư. Bị can Đặng Thị Hàn Ni là nhà báo từng công tác tại một tòa soạn lớn ở thành phố Hồ Chí Minh. Theo kết luận điều tra, từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 2 năm 2022, bị can Trần Văn Sĩ sử dụng tài khoản YouTube có tên Luật sư Trần Văn Sĩ và bị can Đặng Thị Hàn Ni sử dụng tài khoản YouTube và Facebook có tên Nhà báo Hàn Ni để đăng bài, tổ chức nhiều buổi ghi hình phát trên mạng xã hội có nội dung sai sự thật nhằm xúc phạm đến nhân phẩm, danh dự, uy tín của ông Huỳnh Uy Dũng và vợ là bà Nguyễn Phương Hằng, xâm phạm lợi ích hợp pháp của công ty cổ phần Đại Nam tại tỉnh Bình Dương và quỹ từ thiện Hằng Hữu. Từ đó, bà Nguyễn Phương Hằng làm đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng để giải quyết theo thẩm quyền. Kết quả điều tra xác định bị can Đặng Thị Hàn Ni đã có 4 phát ngôn đưa lên mạng xã hội các thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của cá nhân tổ chức trái quy định pháp luật, vi phạm điểm D khoảng 1 điều 17 luật an ninh mạng. Còn bị can Trần Văn Sĩ đã đưa nội dung có thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của công ty cổ phần Đại Nam, đưa nội dung bịa đặt sai sự thật xâm phạm danh dự uy tín nhân phẩm của cá nhân ông Huỳnh Uy Dũng, xúc phạm nghiêm trọng danh dự nhân phẩm uy tín của bà Nguyễn Phương Hằng. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh xác định các bị can là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý. Hiện tại bị can Đặng Thị Hàn Ni và bị can Trần Văn Sĩ vẫn đang bị tạm giam. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin liên quan tại địa chỉ thanhniên.vn và trên kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị đón theo dõi.